nào để cho nó cho nó nhanh của em bé đấy. Ôi, con lên hỏi mẹ xem biết chỗ nào đấy, lấy thuốc thang không? Thì lấy lãi cho nó à? Lấy lãi con lấy để con phải chữa chạy cho nó. Ừ rồi lấy lãi cho nó tốt máu lổ máu đi thì là vậy. Uống lấy chứ có con có người thì không. Thế không đẻ mẹ hả? Không đẻ được. Nhưng không có con đấy thì con phải chấp thuận vậy sao nào con? Chấp thuận vậy. Thì đi ra này không có thì bỏ phải vậy. Phải có con chứ sao lại không có à? Mẹ nó ông kia thì phải đi lấy rồi. Chả lấy sao? Ừ rồi. Thì là có người có người không, có khi cắt được 5-6 tháng nó có con thì sao? Thì là cứ uống đi, 5-6 tháng thì ở đâu, ông ngoại đâu? Ông ngoại trước đi lấy tiền mà lấy, tao cho địa chỉ cho. Cũng đầy người thì có người thì không có con 5-6 năm. Còn nếu mà cùng lắm mà chạy 5-6 năm mà không có con thì sao? Thì mới giúp con nuôi. Thì tao nên nói sao vậy? Còn giờ cứ đưa giúp con chạy thì nào? Thì tao cứ nói thật ra sát trường vậy, nó đừng nghe. Đâu rồi, đâu rồi. Ôi ra đây ngồi, ôi bà ơi ra đây ngồi khóc bà ơi. Sao phải ngồi khóc con? Mẹ lấy thuốc mẹ sắc cho mẹ uống là dần có. Mãi nó không có nào. Ông sao? Nhiều chỗ quá mà. Thôi đi về. Thế thì các thuốc bắc. Thì là thuốc bắc nó uống nó đổi máu. Có hay chứ sao chẳng có à? Sao chẳng có à? Bây giờ người ta nói là 100% không có con mà là cái gì? Khả năng là không có. Ở đây nhìn mẹ 100% có. Cái gì mà khóc làm gì? mẹ nó có con. Tại thì bây giờ người hơi yếu nên chưa có. Béo khỏe cho đi cắt bắt mạch với thuốc, bắt mạch với thuốc đổi máu. Đúng. Đừng buồn, khóc lên. Bà đấy, bà trên kia kìa. Cũng phải sau lượt rồi chảy lên. Con đúng cái chặt hại của ngài lắm. Con bụng ngoan nên mẹ nó bắt nó. Từ sắp có cháu bé rồi mẹ còn khốn nạn vậy. Thôi cứ yên chí thôi. Ngay vậy, đến lúc đấy cứ mừng mưa. Ngồi yên mừng, khóc làm cái gì. Cứ uống lao, uống thuốc, cứ tươi tỉnh lên. Đến lúc mà có thai đầu con. Đừng có buồn rồi chơi, cho con như vậy sao chả có à. Chứ người ta bắt mạch cho, người ta cắt thuốc cho, bè có sắc cho uống. Ừ. Có bắt uống. Sao vậy hả? Hết cái chuyện nhỏ chuyện kia chưa, cái chuyện này xong rồi, chuyện này xong. Mẹ con ở hỏi à, vậy cứ bỏ về. Về bà đi mà về, bà chả hiểu cái mô tê gì cả. Khóc cái bà nói vậy là xúc phạm rồi, nó khóc cái gì thôi. Ừ, thôi về đi, mai con đi nhá. Mai con đi nhá. Như bà này lấy địa chỉ có địa chỉ, tí nữa bà đi. Khi vào thì viết cái địa chỉ mới mò lên. Không sợ, có nước con tát mình cứ phải chịu khó uống thuốc. Này. Này. Mẹ ngày trước mới thứ bệnh rồi sau mẹ uống thuốc lá nam nhiều nên là khỏi đây. Uống là nó teo đi nhỉ? Đâu teo chưa? Nó chả teo nhưng mà cái gì sớm nó kìm lại đi. Nó lên. Để con tìm mua đu nó lên. Có à, có nhớ. Thôi để con tìm. Vui lên đi. Vui lên đi.